Xin chào quý vị nhà đầu tư. Tiếp theo ở các phần trước thì chúng tôi sẽ đến với phần đọc vị cổ phiếu của công ty cổ phần Vinhome VHM. Thì cái việc đọc vị này sẽ chia sẻ đến quý vị liên quan đến cái mô hình hoạt động kinh doanh cũng như là rủi ro và cơ hội của cái doanh nghiệp này như thế nào, và không nhằm mục đích khuyến nghị mua hay bán trong một giai đoạn nào đó hay là trong một thời điểm nào đó, mà là cung cấp thông tin để quý vị và các bạn có thể từ đó hiểu về doanh nghiệp và đưa ra những cái đánh giá phân tích cũng như là cái quyết định cho chính bản thân mình. Về tổng quan về doanh nghiệp này thì tiền thân phải nói chính là tập đoàn Vingroup, được thành lập năm 2002. Thì đến năm 2011 thì với cái việc khởi công dự án khu đô thị phức hợp Time City 12.000 căn hộ, phải nói rất là khủng khiếp, thì Vingroup đã thành lập cái công ty NHN và niêm yết trên Upcom. Thì đến năm 2013 thì doanh nghiệp này đã khởi công xây dựng và đưa vào khu phức hợp Royal City rất nổi tiếng với 5.000 căn hộ. 2018 thì đổi tên thành Vinhome và vốn điều lệ là 28.365 tỷ, được niêm yết trên HOSE và khai trương cái tòa nhà cao nhất Việt Nam, đó là Landmark 81 ở trong Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là sau đó thì Vinhome liên tục với các cái dự án rất nổi tiếng, ví dụ như là Vinhome Riverside, Vinhome Ocean Park, vân vân. Tiếp theo về cái quản trị và cơ cấu cổ đông thì công ty mẹ chính là tập đoàn Vingroup nắm 66,66%, rồi là chủ yếu còn lại là khoảng 33,34% là các cái cổ đông nước ngoài là chủ yếu, bên cạnh đó có một phần đó là các cái cổ đông cá nhân trong nước. Thì đây là tập công ty con của tập đoàn Vingroup, thế thành ra Vinhome cũng chịu nhiều tác động từ phía tập đoàn mẹ cũng như các cái công ty anh em trong cái hệ sinh thái của Vingroup. Tiếp theo là về cái ngành nghề chính như chúng ta đã biết, đó là bất động sản. Thì gần như toàn bộ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này đến từ mảng bất động sản. Và công ty này thì vẫn đang trong quá trình, nếu nhìn một view dài, đó là công ty tăng trưởng. Tuy vậy thì nó lại có tính chu kỳ rất cao, đặc thù của cái lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam. Đó là có một giai đoạn bùng nổ phát triển rất mạnh, sau đó trùng xuống rồi lại phát triển. Tiếp theo về cái rủi ro và cơ hội của công ty cổ phần Vinhome này, thì đầu tiên nó có quỹ đất lớn nhất Việt Nam với 160 triệu m², gấp khoảng 30 lần so với cái diện tích của quận Hoàn Kiếm, đứng đầu Việt Nam và cao hơn rất nhiều so với những cái doanh nghiệp theo sau. Thứ hai là thương hiệu của Vinhome rất mạnh, năng lực triển khai dự án rất nhanh và hiệu quả, với cái lợi nhuận thường chiếm khoảng 40-60% tổng doanh thu. Thứ ba là ghi nhận kết quả kinh doanh rất là fair với cổ đông, tức là họ về cơ bản cái dấu hiệu rút ruột vân vân các thứ gần như là không có hoặc là nó thấp so với các cái doanh nghiệp bất động sản khác. Thứ tư là định giá của Vinhome hấp dẫn so với cái tầm thế quy mô của công ty. Và tiếp theo rủi ro đó là khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế sẽ tác động rất tiêu cực đến bất động sản. Thứ hai là tập đoàn Vingroup thì có rất nhiều các cái doanh nghiệp con hoạt động lĩnh vực khác nhau, thì do đó cái nguồn lực có thể phân tán sang các cái doanh nghiệp khác. Thứ ba là bất động sản thì ngày càng khó triển khai do pháp lý thì chặt chẽ hơn, thủ tục thì ngày càng phức tạp hơn, thì do đó là cũng gây cái tăng chi phí hoặc là giãn thời gian để có thể hoàn thành dự án. Thứ tư là cái tín dụng ở Việt Nam về cơ bản là trong tương lai sẽ không ưu tiên quá nhiều cho bất động sản, thì do đó là sẽ khó khăn nhất định về mặt nguồn vốn. Thì trên đây chính là cái phần đọc vị cổ phiếu Vinhome. Chúc quý vị có những thông tin hữu ích để hiểu về Vinhome.